Chào mừng quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Sebastian. Clip này sẽ rất ngắn thôi và cập nhật nhanh cho quý anh chị. Mà sau cái thời gian cách đây tầm gần một tháng có tin đồn là xe của Toyota tăng giá với tất cả các dòng xe, thì hôm nay tôi sẽ đi chi tiết cho quý anh chị các bạn với cái thông tin đúng như hẹn là 31 tháng 3 năm 2022 này thì Toyota Việt Nam sẽ thông báo tăng giá cụ thể từng model xe. Đầu tiên với cái phiên bản Toyota Ray tăng giá 20 triệu đồng cho quý anh chị và các bạn, với một tông màu là 527 tăng lên là 547 và 535 tăng lên 555. Vios sẽ tăng 5 triệu tất cả các phiên bản. Yaris sẽ tăng 16 triệu từ quý anh chị và các bạn. Riêng Cross cũng tăng 16 triệu tất cả các phiên bản, ví dụ như bản G730 lên 746 triệu. Và tiếp theo là đến Camry thì ở đây thì chúng ta sẽ có dự bản 2.0G sẽ tăng 20 triệu rất là chi tiết, với mức giá 1.050.000 sẽ tăng lên 1.070.000. Phiên bản 2.0V sẽ tăng từ 1.167.000 tăng 18 triệu lên 1.185.000. Và phiên bản 2.5Q sẽ có mức giá tăng cao nhất là 21 triệu đồng từ 1.349.000 lên 1.370.000. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản Camry Hybrid tăng 19 triệu đồng từ 1.441.000 lên 1.460.000. Và một điều lưu ý đây, tất cả dòng xe Avanza, Cora Atit và Veloz mới ra đều không tăng giá thưa quý anh chị các bạn. Và tiếp theo đến Innova sẽ tăng 5 triệu cho tất cả các phiên bản nhé. Và cuối cùng ở đây tôi muốn chia sẻ đến là dòng xe Land Cruiser Prado và Land Cruiser và Alphard sẽ tăng, tất cả các phiên bản này đều tăng 40 triệu đồng. Đó là clip nhanh để tăng giá của tất cả các dòng xe của Toyota thưa quý anh chị các bạn. Quý anh chị đừng quên đăng ký kênh như chia sẻ để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất và ủng hộ cho xe và sao nhiều hơn. Hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.